Lễ khai mạc kỳ thi tuyển chức danh viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2022 vừa được Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc tổ chức. Có 27 thí sinh tham gia thi tuyển vào 17 vị trí gồm 11 vị trí hiệu trưởng, 6 vị trí phó hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Kỳ thi tuyển chức danh viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục huyện Xuyên Mộc năm 2022 được Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức công khai, đảm bảo công bằng, dân chủ, nhằm tuyển chọn các cán bộ quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, tạo điều kiện cho các trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau lễ khai mạc, 27 thí sinh thực hiện phần thi viết đề án trong thời gian 180 phút. Những thí sinh vượt qua phần thi viết sẽ tiếp tục dự thi phần trình bày đề án với chủ đề. Đồng chí sẽ làm gì nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển?